Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Đó, thì hôm nay các bạn sẽ không thấy được mặt đẹp trai của mình đâu. Bởi vì sao? Bởi vì góc nhìn nó bị khóa rồi các bạn ơi. Cho nên các bạn sẽ không thấy được khuôn mặt đẹp trai của mình để mình chào các bạn rồi. Ok, và chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của Phong Trận TV. Đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ điện ảnh như gì, sao mà tiệm mình của anh ta. À, lại trời, Phong Trận TV. Tôi đọc cho nghe nè, tôi nhớ luôn á. Đâu mà chào coi. Rồi, mình là Phong Cực TV đẹp trai nhất vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World. Ôi sai rồi, sai rồi. Cái câu đúng á, cái câu đúng là Phong Cận TV đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh Mini World đó. Phải nói vậy mới đúng phải không? Rồi mấy bạn fan, có bạn nào nhớ cái câu slogan đó của mình không? Bạn nào nhớ hãy comment bên dưới cho mình biết nha. Cái câu đó hơi bị dài luôn á. Ok, thì hôm nay nữa bạn ơi, mình sẽ cùng với Sammy, bọn mình đang vào trong một con map mini game bạn ơi. Đó, thì bạn thấy là xung quanh đây là một cái thành phố nè. Thì bọn mình sẽ đóng vai là những người anh hùng. Đó, thì mình đã chọn anh hùng Iron Man đó bạn. Thì Iron Man có thể gọi là sử dụng gọi là bàn tay của anh ta để bắn ra được những cái viên đạn rất là mạnh luôn. Đó, ghê chưa? Bà con bắn. Bà coi à, tôi còn bay được luôn nè. Bay nè. Đó. Ghê không? Bắn nè. Bùm. Bay luôn. Trời ơi. Ghê không? Rồi, không những vậy đâu nha, tôi còn chưởng được laser đó bà coi nè. Chưởng nè. Chiu 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 chiu. Ok đó. Cái gì kì, tôi bà là đối thủ của tôi cho nên tôi phải gọi là tôi phải chưởng cho người bà ơi. Đó, ok. Chưởng nè. Hey. Bùm. Ôi, cái gì tí mà chịu phạt tôi vô duyên quá à. Trời. Ok bạn ơi, thì hôm nay nè, mình với Sammy bọn mình sẽ cùng nhau thi đấu gọi là xem coi ai sẽ là người anh hùng mạnh nhất nha. Đó, thì gọi là cái cuộc thi này á, nếu mà chơi không thì sẽ rất là chán luôn. Vậy cho nên là cuộc thi này sẽ như thế này. Người nào thua thì sẽ phải chịu một cái hình phạt. Sam nghe hình phạt Sam sợ không? Bình thường, tại vì tôi lúc nào cũng thắng hết á, chả bao giờ tôi thua cả. Trời ơi, sợ chi nữa chứ. Hình phạt lần này không phải bình thường đâu nha. Hình phạt lần này, người nào thua, người đó sẽ bị gọi là... Mấy bạn có biết cái bình xịt tuyết mà bọn mình hay dùng ở trong gọi là sinh nhật bọn mình hay dùng không? Cái bình xịt tuyết á, Sam biết không? Biết, bình xịt tuyết á. Người nào thua thì người đó sẽ bị người kia dùng cái bình xịt tuyết xịt đầy người luôn. Trời ơi, ngay ghê vậy hả? Đúng rồi. Xịt vô người cái là bà phải tắm lại luôn á. Trời ơi, trời biết sao? Bởi vì cái bình đó ha, cái bình đó là cái tuyết của nó được làm bằng xà bông đó. Xịt vô người cái là cái người ướt nhẹp luôn. Ôi mà khoan, biết đâu mình là người thua ta. Ôi nhưng không sao, mình sẽ không thua đâu các bạn ơi. Mấy bạn yên tâm, mình chắc chắn mình sẽ thắng nữa. Ok rồi, bà sẵn sàng chưa? Trời ơi, tôi lúc nào cũng sẵn sàng cái này rồi. Rồi ok, chúng ta cùng nhau thi đấu thôi nha các bạn nha. Let's go. Bum 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 bum. Quá. Thôi tôi chưa mà, giờ mới bắt đầu nè. Ok, bắt đầu lại nào. Bắt đầu. Rồi ok, bây giờ là bấm vô con nhân vật để chọn nha các bạn nha. Hồi nãy mình đã chọn nhân vật gọi là Iron Man rồi, lần này mình sẽ chọn nhân vật là Hulk nha bạn nha. Đó, khổng lồ xanh. À, Sam ơi, bà chọn nhân vật gì? Tôi chọn nhân vật cầm cung. Cầm cung hả? Cái lái gì luôn á. À, cầm cung thì gọi là nhân vật trong adventure mà cầm cái cung là ai ta? Mấy bạn nào biết nhân vật đó là gì các bạn nhớ bình luận lại cho mình biết nha, chứ mình ít coi adventure đó cho mình cũng không biết luôn. Ui, trời. Cái mũi tên nó còn nổ được nữa các bạn ơi. Ui, cái gì mà ghê quá vậy? Nhưng mà không sao đâu, tôi không sợ bà đâu. Ui, cái gì vậy? Bình tĩnh men. Cái bà này, bà ỷ bà có cái cung, bà cứ bắn mình hoài bạn ơi. À, bà bắn tôi hả? Bà hãy xem tôi đây. Tuyệt chiêu, nhảy lên trời. Rồi. Chà, dẫm xuống đất nè, dẫm dưới đầu bà nè. Bùm. Ghê chưa? Ủa ai chết vậy Phong? Ủa cái gì vậy? Ai chết vậy? Mình bị khóa lại bạn ơi, cái cung này nó còn khóa mình lại được nữa nè. Ghê vậy? Ok. Tuyệt chiêu, chọi cục đá. Bùm. Mạnh dữ vậy? Mạnh chưa? Mạnh chưa? Mấy bạn thấy chưa? Mình gọi là mạnh mẽ, còn Sammy yếu đuối. Trời ơi, Sammy không đánh lại mình các bạn ơi. À, có giỏi xuống đây. Tôi sẽ dùng sức mạnh gọi là của phép thuật đây. Tôi sẽ dùng cái gậy nè. Ủa gì? Bây giờ bà sử dụng gậy phép thuật hả? Ủa trong adventure có nhân vật nào xài gậy phép thuật ta? Mấy bạn biết không? Mấy bạn nhớ bình luận cho mình biết là nhân vật nào trong adventure là xài gậy phép thuật nha, chứ mình không biết. Ui cái gì? Ui bà tấn công mình kìa bạn ơi. À, tấn công tôi hả? Tôi có tuyệt chiêu hồi máu bà không biết à? Ủa bà đâu rồi? Bà tàng hình nữa bạn ơi. Sao bị tàng hình rồi? Ui cái gì vậy? Cái gì vậy? À, bà xem tôi đây. Bà tưởng tôi sợ bà hả? Trời cục đá nữa nè. Ủa bà lại biến mất rồi. Ủa cái gì vậy? Ai? Cái gì vậy? Ủa Sam, bà có tuyệt chiêu biến mất luôn hả? Có tuyệt chiêu tàng hình. Hey hey. Trời ơi, tức quá cái bà này, bà tàn hình bà quýnh mình các bạn ơi, tức quá. Ok, mình sẽ phải chọn nhân vật nào đó mạnh hơn mới được. Mình sẽ chọn xả chiến luôn. Lần này mình sẽ chọn
Spider-Man. Ok, mình sẽ trở thành anh Spider-Man bạn ơi, người nhện. Mình sẽ làm người nhện nha. Có bạn nào thích người nhện giống như Phong nhớ bình luận ở trong Phong biết nha. Trong Adventure là Phong thích nhất là hai người, đầu tiên là người nhện, tiếp theo là Iron Man. Đó, hai người này là hai người mình thích nhất luôn. Ok. Ui ui. Trời ơi, cái bà này có tuyệt chiêu bắn ra mình 1000 mũi tên luôn, ghê quá à. Sợ quá. Không sao cả, hãy xem người nhện đây. Trưởng nè. Ơi, người nhện bắn tơ. Ơi. Bắn tơ. Ui ui. Nè. Ủa bà đâu rồi? À đây bắt tàn hình quá bạn ơi. Ây da. Ui ui ui. Ây da đâu đâu đâu. Ây da tha dạ, Phong. Tha cho tôi lần này đi Sam ơi. Sao giờ sao? Bắn tơ bay lên nóc nhà nè. Bắn tơ. Ủa đâu? Bắn tơ bay lên nóc nhà. Ủa sao bay không được? Bắn tơ. Bay lên. Ok. Ui bay được. Mắm leo lên trốn bạn ơi. Trốn bắn tơ. Trốn nè. Cái bà này bà láo ha, bà dám tấn công tôi, hãy xem. Đây. Cái bà này bà có tuyệt chiêu gọi là triệu hồi được 1000 mũi tên, mạnh quá bạn ơi, mình không đánh lại bà ơi. Bắn tơ nhện nè. Bắn. Bà chết bà tôi nè. Rồi xong bỏ lại tàn hình nữa rồi. Cái bà này, tôi biết bà ở đâu nha. Thấy nè, trưởng. Ui bà tạo lúc xoáy bạn ơi. Người đã đai rồi. Yeah, tôi thắng hai mạng rồi nha. Trời ơi bạn ơi, mình đã thua hết hai mạng rồi. Tức quá. Ok thôi, lại nào. Mình sẽ chọn nhân vật khác nha. Lần này mình sẽ chọn Thor nha bạn nha. Đó, Thor là cái người mà có cây búa gọi là nặng nhất thế giới bạn. Đó, mình sẽ cầm cây búa này, mình gõ đầu Sam cho Sam chất beo luôn. Tức quá mà. Cái bà Sam này, hãy xem tôi đây. Tôi đến với bà đây. Ôi, Thor thần trưởng. Trưởng nè. Bùm. Thấy không? Tôi chọi cái búa ở đầu ạ. Thế à. 1000 mũi tên, 1000 mũi tên. Tăng hình. Bà hãy xem tôi đây. Xoay búa. Ủa bà đâu rồi? Tăng hình nữa ơi. Xoay cái búa nè. Bây giờ tôi xoay cái búa, tôi gõ đầu bà nè. Dài. Sam nè. Sợ tôi chưa? Tôi biết bà sợ tôi lắm rồi đúng không? Cái gì vậy? Sao mình lại bị dính gì vậy? Mình bị độc các bạn ơi. Trời ơi, Sammy có phép thuật có thể làm cho mình bị độc luôn cơ vậy. Ui, mình núp. Bây giờ tôi sẽ dùng chất mạnh khác không ạ? Tôi sẽ dùng mỗi loại một cái hiểu không? Xuống đây nhanh lên. Ai, cái bà kia bà chơi bà con nhân vật gì mà nó trưởng ra cái vòng tròn nhìn thấy ghê quá vậy? Wait a minute. Ai biết? Ai? Trời ơi. Cái nhân vật này mà bà cũng không biết nữa. Nhân vật này có tên là gọi là cái tên là Dr. Chen. Đúng rồi, có tên là Dr. Chen. Đâu á? Dr. Chen. Cháy người tôi nè. Đâu á? Ơi tức quá mà. Bà hãy xem sức mạnh của tôi đây. Tho thần sấm sét. Triệu hồi sấm sét. Tôi sẽ cho bà biết thế nào là sức mạnh của thần Tho. Ủa tôi chưa kịp làm gì hết, tôi bay xuống dưới lại rồi. Đi xuống nè. Ơi tức quá bạn ơi, mình mới vừa dùng sức mạnh triệu hồi mưa sấm sét ra xong mình chưa kịp làm gì hết, hết mưa luôn, tạnh mưa luôn bạn ơi, tức quá. Gọi là trời. Ok, chọn lại nhân vật khác nào. Tức quá mà. Hồi nãy Sammy chọn nhân vật gọi là sải cung đúng không? Lần này tôi sẽ chọn có Dr. Chen nè. Ok, tôi chọn Dr. Chen luôn. Tôi thi đấu Dr. Chen với bà luôn. Đấy. Trời ơi, cái gian quá chơi mà giống tôi. Trời ơi trời, cái này sợ nè. Sợ gì mà sợ, người ta gọi là ta thích dùng gì kệ ta, vô duyên. Hãy xem đây. Dr. Chen. Bắn. Chun. Này chết đi. Ủa đâu à? Ông đây hả? Đúng rồi hả? Dr. Chen trưởng sức mạnh. Yeah, trưởng nè. Dr. Chen giết nhau nè. Bà thấy không, tôi né được hết mấy vòng tròn của bà nè, còn lâu mới trúng được tôi. Bà bay lên hả? Bà tưởng tôi không biết bay hả? Tôi bay lên chung cho bà coi luôn nè. Tôi bay lên cho bà coi nè. Tôi trưởng bà nè. Ủa bà đâu rồi? Tôi có tuyệt chiêu dịch chuyển. Đứng lại. Bắn nè. Ui, Sammy đâu ta? Ui, Sammy chạy nhanh quá bạn ơi, mình không đuổi Sammy kịp. Đâu á? Lại trúng rồi. Trưởng ngươi nè, ngươi chết đi, ngươi không thắng được ta đâu. Rồi lại biến mất. Các bà nhanh cái gì, dịch chuyển theo bà nè. Bà đâu? Tôi đây. Oh my god, tôi sắp chết. Dịch chuyển. Chết nè. Thấy chưa? Làm sao mà thắng được tôi được? Chết cha, tôi còn có hai máu à. Thì ông giỡn cũng chết thôi vào. Xong tôi trốn. Có cái nhà chui dây trốn mà thôi. Sam xuống, Sam tấn công mình cái là mình chết luôn á. Trốn. Chơi trốn hả? Ok tôi tìm vòng này. Phong ơi đợi tôi với. Ôi ngu gì, tôi ra cho bà giết tôi chết thấy gì. Còn lâu. Bà đâu? Ngoài nè,
đứng từ cao coi có thấy Phong đâu ta. Không có thấy tôi được đâu, tôi đang núp trong nhà, tôi đâu có núp ở đâu mà thấy tôi được. Trời ơi, chơi núp trong nhà. Bà mà nhảy xuống tôi bắn bà liền. Kìa, mình thấy bà kìa mấy bạn ơi, mình thấy bà kìa. Bà đang ở trong cái hàng rào đằng sau kìa các bạn. Núp còn có hai máu rồi. Núp. Đâu rồi ta? Dùng cái bình này để hồi máu bạn ơi. Có thể dùng cái bình này để hồi máu được nè. Hồi lại 12 máu. Đây à. Ui, ê, liêu liêu, làm sao bắn tôi được? Tôi đang đứng đằng sau cái gương mà làm sao bà bắn tôi được? Bà đang làm gì sao? Ủa, cái này tự hủy hả? Bà đang tự giết bà luôn. Cái gì kì? Trời ơi là trời, tưởng thế nào, hóa ra là yếu xìu. Tự mình giết mình luôn. Ôi. Trời ơi. Ok Phong, ông còn hai máu, ông gãy to lắm Phong. Xuống đây đây. Ôi, bà kia bạn. Hai máu. Dịch chuyển. Ê, ghê chưa? Trưởng nè. Trời ơi mấy bạn ơi, mình đã thua rồi các bạn ơi. Sammy được 30 điểm trước mình rồi mà mình mới được có 20 điểm thôi. Vậy là mình thua rồi. Vậy có nghĩa là mình sẽ là người bị úp bánh kem. À không nhầm, không phải là úp bánh kem mà là sẽ bị gọi là dùng bình xịt tuyết xịt đầy mặt các bạn ơi. Trời ơi trời. Không chịu đâu. Nhan sắc đẹp trai của tôi. No. Mày. Này. Tôi xịt tóc cho ông sẽ có một bộ tóc mới hoàn toàn do gọi là người tạo tóc Sammy đèo rồi. Chuẩn bị chưa? Nhắm mắt lại. Gỡ kiếm ra. Rồi. 2. Đây là đó. Đó, mình tạo tóc cho Phong nè. Đó. Ui. Tóc Phong kết tủa mọi người mà thấy không? Đó. Ôi này, để sao? Để xem tiếp. Tôi sẽ tạo ông thành ông già Noel luôn. Hốt tóc một cái. Đó. Thêm cái nữa nè.